Vâng, mình chào các quý anh em trên kênh YouTube của Shop Zipman nhé. Hôm nay hàng vừa về thêm mẫu Zippo Vintage tái bản năm 1937 anh em ạ. Thì Shop sẽ làm video giới thiệu luôn cho anh em nhé. Mẫu này thì Shop từng có dịp cũng đã giới thiệu nhưng mà giờ mới về thêm anh em nhé. Hộp nó thì hộp giấy như thế này. Đây, một chiếc Zippo Vintage đơn giản thôi. Nhưng mà có một cái gì đó rất là cuốn hút anh em nhé. Hai mộc đáy của cây này là bằng, mộc đáy trên và mộc đáy dưới là bằng luôn. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu luôn cho anh em xem nhé. Đây ạ, cái Zippo này đây anh em nhé. Thì nó chất liệu của nó là bằng đồng phủ chrome, sau đấy được khắc logo Zippo anh em nhé. Còn cái này thì rất là đơn giản và đẹp thôi. Thì mình nói qua một chút là cây này là của dòng tái bản năm 1937 anh em nhé. Thì cái kiểu dáng của cái dòng này là nó có một cái đặc điểm là nó vát cạnh nắp này và mộc đáy là nó vát luôn, vát phẳng luôn, nó không như những cái cây khác. Ví dụ như những cái cây khác như cây đây, cây Zippo thuận buồm xuôi gió bên xốp chẳng hạn, thì cây này thì nó bo tròn anh em nhé, nó bo tròn cái phần nắp này và nó thẳng cái phần này bộ tròn, như cái này thì nó chém luôn, chém thẳng luôn. Đấy, nó có đặc điểm là như vậy anh em nhé. Ngoài cái đặc điểm hai bên như thế này thì nó còn có chặt góc đây, góc trên và góc dưới tạo ra cái điểm nhấn của cái dòng Vintage anh em nhé. Trên đây được khắc chìm khá là tinh xảo đây, khắc chìm vào anh em nhé, sờ vào anh em sẽ thấy thấy sâu, khắc chìm sâu. Logo trên đây có chữ logo Zippo và trên đây là cái hình của nó, biểu tượng của nó. Trên đây có một dòng chữ tiếng Anh, thì cái dòng chữ này dịch ra có nghĩa là bật lửa chống gió, được sản xuất năm 1932 anh em nhé. Đấy, nó kiểu dáng như vậy rất là đẹp. Còn chất liệu của nó là bằng đồng phủ lớp chrome nên là nó rất là sáng óng anh em nhé. Đấy, đôi khi dòng phú sáng bóng lên thì nó có sức tơ mèo là cũng bình thường. Nó cái đặc điểm nó như thế. Còn cạnh bên cũng giống như những cái chiếc Zippo phổ thông khác ấy, thì cây này cũng có bản lề là 5 chấu đều tròn kín anh em nhé. Đấy. Và hai mối hàn cũng rất là tinh xảo này. Đấy, hai mối hàn cũng khá là đẹp. Cạnh mặt sau thì nó trơn anh em nhé, không có họa tiết hoa văn gì hết, nó trơn luôn. Với điểm nhấn là vát hai đầu như thế này, thì sẽ không phải để anh em chờ đợi lâu, thì chút nữa mình sẽ bóc tem ra anh em nhé. Đây, tất cả những cái video shop quay ấy, thì shop đều báo giá của sản phẩm anh em nhé, chứ không có lọc vòng vo tam quốc xong rồi in bút giá đâu. Đấy, mình rất ghét mấy kiểu thể loại như vậy, nên là mình video nào mình cũng có báo giá, nên là anh em yên tâm nhé, cứ xem hết video đi, anh em ưng thì anh em mua, không ưng thì anh em cho shop một like là shop đã cảm ơn anh em díu dít rồi. Đấy, cây này thuộc cái dòng Vintage nên là nó có ba hàng chữ 1 2 3, hàng chữ trên hàng chữ dưới. Thì mình nói qua một chút là cái công ty Zippo ấy, nó được sản xuất năm 1900 được được những cái mẫu Zippo mới là mới như thế nào nhỉ? Sản xuất ra đầu tiên ấy, thì được sản xuất năm 1932 anh em nhé, 1932. Còn cây này là nó tái bản cái kiểu dáng của một chiếc Zippo mà nó đã sản xuất năm 1937 rồi, thì cái vỏ nó làm cũng tương tự cái vỏ như thế này. Đây, bên trên có dòng chữ này, bên dưới có logo Zippo, bên dưới nữa có chữ Vintech Made in USA. Thì ngày trước ấy, từ trước năm 2021 ấy, thì ở đây nó sẽ ghi là chữ part này và một dãy số, nhưng bây giờ nó ghi chữ Vintech này anh em nhé. Ngoài ra có một điều anh em không biết, đó là cái chữ Zippo này này nó không có chữ R ở bên dưới hoặc là không có chữ R ở bên trên. Tại vì là cái chữ R đấy anh em, nếu mà nghiên cứu kỹ ấy, cái chữ R đó là nếu mà công ty mà đăng ký bản quyền thì nó mới có cái chữ R. Mà cái năm 1937 ấy, thì nó chưa đăng ký bản quyền anh em nhé. Tới năm 1953 mới đăng ký.
thì bây giờ nó làm tái bản này, kiểu dáng giống như thế, thì nó không có đăng ký bản quyền, không có chữ R là cũng rất là bình thường em nhé. Đấy, mình nói cho anh em biết là một cái kinh nghiệm như thế. Cái dòng Vintech này thì mình thấy có một cái điểm khá là đặc biệt, đó là cái tiếng kêu nó cũng hay, khá là hay. Đấy, còn vì sao mà tiếng kêu nó hay hơn những cái dòng khác thì mình cũng lại cũng không rõ được. Không biết là thiết kế kiểu dáng như thế nào mà tiếng kêu nó lại hay hơn. Còn nói thế thôi chứ, nhưng mà tiếng hay hay không thì cũng tùy cảm nhận từng người anh em nhé. Để nắp bên trong là như thế này này. Bên trong cái lá thép thì như thế này, rất là sáng. Và hàng của shop thì anh em mua thì yên tâm về chất lượng đi. Cứng cáp mà không có dơ lắc gì hết. Tất nhiên là anh em dùng xong một thời gian thì nó sẽ dơ, nó sẽ lỏng ra và nó tiếng kêu nó sẽ hay hơn. Ruột với vỏ thì cái này có trùng năm 21 này. Đấy, trùng năm 21 anh em nhé. Để mình soi cho anh em xem. Còn chữ cái thì nếu anh em đã nghiên cứu kỹ rồi thì cũng biết là cái chữ cái thường là nó lệch nhau anh em nhé. Đấy, có những cây còn lệch cả năm cơ. Về cái ruột nó thì bằng thép chuyên dụng không dí. Dù như cái ruột này nó có vân vân như thế này. Thì cái này là sản xuất ra nó đã như thế anh em nhé. Từ nhà máy sản xuất ra nó đã như thế rồi. Đấy, chứ không không phải là bị lỗi hay bị như thế nào đâu. Từ nhà máy sản xuất ra như thế rồi. Nếu anh em đã có từng có dịp xem về về nhà máy sản xuất Zippo ấy, thì nó thường là nó chú trọng đến cái vỏ bên ngoài hơn. Đấy. Còn bên trong cái này thì nó không mạ này. Và cũng vì nó như thế này, nó mạ bằng cái dung dịch ấy. Nó đút vào cái que và như thế này, sau nó ngâm cái Zippo vào cái dung dịch. Thì bên ngoài này nó sẽ ngấm hết và nó sẽ được sơn tính sơn sơn điện này, kiểu như nó bám lớp chrome vào, còn bên dưới là lớp nước không thể vào được nên là nó không không được mạ anh em nhé. Mình cũng đã từng có dịp làm cái video đấy rồi, nếu anh em theo dõi kênh của shop thì anh em cũng biết rồi. Đây, còn về cái buồng đốt thì nó như thế này. Hàng này thì buồng đốt có 16 lỗ anh em nhé. Cổ đá này, cái cổ đá này là cao tròn đều này và rất là đẹp, rất là đẹp. Bánh xe thì phải gọi là tuyệt hảo luôn, cắt xéo đẹp đều anh em nhé, nên là đánh rất là bén và nhẹ tay lắm anh em. Nếu mà anh em chưa chơi thì anh em chưa biết được, chưa cảm nhận được, nhưng mà cái này đánh nhẹ tay lắm. Bên trong buồng đốt thì sáng anh em nhé, sáng ống. Đấy. Cây này mới. Tất cả hàng của shop là những cây như thế này là gửi đi là đều mới anh em nhé. Anh em bất kể là ở đâu ạ, shop sẽ ship COD đến cho anh em, hàng đến nơi, anh em kiểm tra hàng. Đúng hàng. Xong rồi anh em mới nhận và thanh toán tiền thôi anh em nhé. Còn ví dụ một số anh em mà có tiền sử hay hay không nhận hàng ấy, đấy, thì shop sẽ yêu cầu cọc cọc một cái thẻ 50.000. Còn đa số anh em là shop sẽ ship COD anh em nhé, chỉ một vài phần tử là hay bom hàng là mới phải cọc thôi. Ok, mẫu này thì hiện tại giá cũng cũng có tăng giá anh em ạ, nhưng shop vẫn đang giữ giá anh em nhé, chỉ là 750.000 thôi, 750.000 và có bảo hành anh em nhé, bảo hành trọn đời. Anh em dùng bất kể bao nhiêu lâu mà gãy cái lưỡi gà ở trong đây này, cứ alo cho shop, shop sẽ bảo hành miễn phí nha anh em. Còn trong trường hợp mà bong hai cái mối hàn này thì hiểu mới bong thôi, bong thì shop cũng hàn miễn phí. Còn bên mình bán cũng rất lâu rồi, chưa thấy bao giờ gãy cái lưỡi gà này bao giờ, à gãy cái bản lề này của cái cây này gãy bao giờ, chưa thấy. Nhưng mà nếu có thấy thì gãy thì anh em mua cái bản lề mới rồi shop sẽ thay vào cho anh em thôi, thay thì thay miễn phí công anh em nhé. Ok, đây rất là đơn giản và đẹp. Thì anh em xem video thấy hay thì cho shop xin xin một like anh em nhé. Còn muốn xem nhiều mẫu khác thì cứ lên website này zipman.vn mà xem sản phẩm mới nhé. Vâng, mến chào anh em ạ.